Xin chào tất cả bà con, chào tất cả mọi người. Chào mọi người đến với buổi live stream của Nước Mắm Quang Hải, thuộc làng nghề Nước Mắm Cát Hải ngày hôm nay à. Mọi người ơi. Mọi người đã biết gì về Nước Mắm Quang Hải và làng nghề Nước Mắm Cát Hải chưa? Ai về Cát Hải quê tôi, lừng danh lồi tiếng một thời mắm ngon. Mắm quê em đậm đà tình nghĩa, hương thơm vị đượm khách về gần xa. Mắm thơm tinh khiết đậm đà, cá kho thịt luộc đậu phụ chấm, vừa thơm ngon lại giàu dinh dưỡng. Vâng, xin kính mời quý bà con cô bác à, xin kính mời anh Minh Vũ, anh Trung Ruồi, anh Di Lam và thưởng thức mắm Quang Hải của chúng em à. Mùi hương thơm vị từ biển, mùi thơm mặn mặn nồng ấm đảo quê hương. Xin trân trọng kính mời ạ. Anh ơi, xin mời anh mua lên mắm. Đây là nước mắm hương biển 45 độ đàm đóng chai thủy tinh 750ml. Đây là nước mắm cá thu 35 độ đàm đóng hộp 3 chai thủy tinh 500ml. Đây là nước mắm chất cao cấp 29 độ đàm đóng hộp 2 chai 650ml. Ôi em ơi, sao em cũng nói bình thường mà giọng em nó thế. Ôi anh ơi, hôm nay em đang vui lên giọng em nó thế. Ok, em ơi, cho anh 3 chai thủy tinh 500ml. Vâng, anh mua 3 chai lên anh sẽ được free ship. Lúc đầu là chỉ có một mình đồng ca đoạn đấy thôi, nhưng mà sau là cả đội sẽ cùng đồng ca đoạn cuối. Nên nó sẽ tạo cái hiệu ứng đoàn kết mà mọi người sẽ hào hứng hơn. Nước mắm Cát Hải rất là ngon, rất là thơm. Ngân nga véo von. Tạo một cái ấn tượng ở bằng mặt âm thanh cho người xem livestream. Cười rũ rượi rồi. Vâng, đó là những dòng sản phẩm cao cấp và bình dân của đơn vị chúng tôi. Từ những con cá tươi ngon chọn lọc kỹ càng, trộn với muối theo tỷ lệ 1:3 thành những mẻ chượp, được phơi nắng trên 18 tháng dưới bàn tay đánh tay của những người chế biến lành nghề. Qua quá trình chắt lọc ra những giọt mắm tươi ngon và những sản phẩm tốt như tôi đang cầm trên tay đây. Xin kính mời, xin kính mời. Nước mắm làng em đủ mọi loại giá, được làm từ cá chọn lọc kỹ càng, mắm chất lượng vàng là mắm hương biển, nghiên cứu phát triển mấy chục năm nay, một chấm thích ngay, giá 300 mốt. Mắm chất cao đường tốt là mắm cá thu, mua biếu thầy u. Mắm chất cao cấp, giá của sản phẩm chỉ từ 120. Ai đang xem livestream mong mọi người đăng ký. Vâng, mua 3 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm cùng loại ạ. Và ưu đãi 10 khách hàng đầu tiên nhanh tay nhất để lại số điện thoại và đơn đặt hàng ạ. Và các khách hàng mua hàng trên livestream sẽ được giảm 20% trên tổng giá. Bà con, cô bác, anh chị em ơi, còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay đặt hàng đi ạ. Bên em có chế độ hậu mãi và chăm sóc khách hàng tốt nhất ạ. Vâng ạ. Xin chúc mừng anh Thắng, chị Mai, chị Hậu ạ. Xin chúc mừng mọi người ạ. Đội chúng tôi rất mong chào đón bà con một ngày gần nhất tại huyện đảo Cát Hải để tìm hiểu về quy trình sản xuất cũng như là sản phẩm của chúng tôi. Sản phẩm đã đạt được giải thưởng chất lượng quốc gia châu Á Thái Bình Dương năm 2015 và sản phẩm ô cốp 4 sao của thành phố. Vâng ạ, rất cảm ơn bà con cô bác đã xem buổi live stream của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại bà con cô bác tại buổi lần tới với những sản phẩm mới, với những hương vị mới ạ. Xin chào bà con, xin chào bà. Sáng, anh sang đây để anh hỏi cái gì đấy? Mình sang đây để comment. Ô văn kê luôn. Thế nước mắm ở mình khác nước mắm ở chỗ khác ở cái gì? Hương thơm vị đượm giàu dinh dưỡng. Ơi. Cái nước mắm này mà mua về thì bảo quản được bao lâu và bảo quản thế nào để được lâu nhất? Vâng ạ, anh cứ mua về dùng thoải mái, anh mở lắp đóng chai tránh lẫn nước là được. Còn anh để càng lâu càng ngon à. Càng lâu càng ngon. Những loại nước mắm này khác nhau thì có cái lưu ý gì khi mà mua về sử dụng với cả các cái thực phẩm khác nhau không, hay là dùng chung cũng được? Tùy theo từng loại sản phẩm, tùy theo từng độ đạm, ví dụ như loại này hương biển hay là 45 độ đạm à. Anh chấm thịt chấm giò rất là ngon luôn. Mời mẹ đốp nào. Mẹ đốp bán rồi, mẹ đốp không ăn này. Ngon ngon bất lưỡi nhá. Chấm quả ấy đượm quá. Anh Xá ơi, mà mấy khi anh sang đây em cũng xin được mời anh miếng giò. Ngon.
ngon lắm. Không, không ăn thử nữa. Chấm một phát được biết rồi, nó thấm lượm tình quê rồi. Ê ơi, anh chốt số lượng cho em này. 50 chai rượu biển, 50 lọ cá thu. Ok, chúc mừng thành công. Tôi xin phép được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Và bây giờ sẽ là live stream tiếp theo dành cho đội Cát Hải. Xin mời ạ. Xin chào mọi người. Xin chào anh Vũ, xin chào Trung Duẩy, xin chào Di Lam, xin chào đội bạn và xin chào tất cả bà con ạ. Buổi live stream này chính là một trong những chương trình quảng bá sản phẩm nước mắm truyền thống quê hương chúng em, và là một trong những chương trình tri ân đến với những khách hàng thực tế thân yêu ạ. Ở nơi đây làm mắm suốt bao đời, ta lưng lưu món quà của biên khơi. Từ đôi tay ta lưng ta trường ướp cá, giọt mắm thơm ngon đậm đà, dinh dưỡng cao hương thơm môi ngọt ngào. Lào ai chưa mua nước mắm thì về đây ta cùng mua, về nơi đây ta cùng mua nước mắm đỉnh cao. Mệt quá hát không ra hơi, mà chẳng ai chịu tha tim thế. Cùng đến chơi và tham gia câu hỏi nha, rồi chúng ta có quà. Và phần quà đầu tiên, một thùng nước mắm 50 độ đà, 3 chai dung tích 500ml với trị giá 225k. Hãy nhanh tay thả tim thả like và chia sẻ đi ạ. Xin mời câu hỏi. Mắm từ nguyên liệu nào ra? Vì sao hương mắm đậm đà thơm ngon? Ai là người trả lời nhanh nhất, đúng nhất sẽ nhận được hai thùng mắm ông sao trị giá 500k. Nào xin mời anh có muốn trả lời không? Lượng mắm làm từ cá mà ra lên rất chi là thơm ngon. Làm từ cá mà ra đấy. Anh trả lời đúng được ngay ấy phần quà. Năm một là thôi. Đây, phần quà mini game của anh. Rồi, chúc mừng. Vâng, quý khách hàng mua nhiều sản phẩm nước mắm Cát Hải chúng tôi sẽ nhận được nhiều ưu đãi giảm giá và cước phí vận chuyển. Khách hàng nào muốn mở đại lý sản phẩm nước mắm Cát Hải chúng tôi sẽ được tư vấn, hỗ trợ. Đảm bảo cho các bạn sẽ hài lòng với việc tư vấn của chúng tôi ạ. Có đại lý rồi, có đại lý rồi. Có đại lý, có đại lý. Thưa con hỏi là bây giờ làm đại lý thì thủ tục như nào và chiết khấu phần trăm ra sao nhỉ? Đúng rồi. Quý khách có nhu cầu làm đại lý hãy để lại số điện thoại và sau buổi live stream này chúng tôi sẽ tư vấn. Gọi điện tư vấn trực tiếp ạ. Anh xem nào thì anh chốt đi cho em 200 thùng nữa. Chốt xong cái là em về em bỏ bố đốp theo anh. Ôi giời, chốt luôn. Chốt luôn. Mắm ngon sản phẩm tỏa khắp muôn nơi, hương miệng tình đời niềm tin chất lượng. Là top 10 sản phẩm hàng Việt Nam đạt giải vàng cấp quốc gia 2013-2017. Hàng Việt Nam chất lượng cao 2019-2020-21. Hương thơm, vị đượm, giàu dinh dưỡng được bán ở khắp các siêu thị, các cửa hàng bán lẻ và đại lý trên toàn quốc. Nước mắm Cát Hải chúng em còn được đi xuất ngoại ra nước ngoài nữa đấy các bác nhé.